Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Trâm Handpen Cuộc Sống ở Hà Lan. Hôm nay Trâm sẽ chia sẻ tới tất cả các anh chị và các bạn món mì Ý sốt bò bằm và rau spinach. Thì với thành phần này, mình có thể làm được cho gia đình từ 3 đến 4 người ăn. Và bây giờ, Trâm mời tất cả các anh chị vào bếp. Thành phần thì bao gồm 150 g mì Ý và một chút rau mùi, mình còn gọi là parsley, 400 g thịt bò, thì thịt bò ướp Trâm đã viết cái công thức lên trên cho tất cả các anh chị đều thấy rồi, 300 g rau spinach, một lon cà chua 400 g, thì cái này anh chị có thể sử dụng thay thế cho 500 g cà chua tươi của mình mà mình cắt hạt lựu ha, còn cái này là mình đã mua sẵn rồi, và 2 muỗng tỏi băm và dầu dầu ăn thì khoảng tầm 1 muỗng dầu ăn. Đầu tiên là mình sẽ cho nước lên, mình cho nó hơi sôi rồi mình sẽ cho dầu và mình cho một chút muối vào. Mình làm như vậy thì khi mình luộc mì ý nó sẽ ngon hơn, và có dầu thì dầu nó sẽ không làm cho mì ý của mình nó bị đông lại, nó bị dính lại với nhau. Thì mình không có cần mà mình xả nước lạnh sau khi luộc đâu. Bây giờ cái chỗ này là mình chuẩn bị rau spinach, các bạn chỉ sử dụng cái rổ ở trên và cái thau ở dưới đựng rau spinach, và mình sẽ lấy cái nước luộc mì ý nè, còn nước sôi đó mình đổ lên, thì cái nước mì ý này sẽ làm cho cái rau spinach của mình nó chín, vì cái spinach nó rất là dễ chín luôn, mình không có cần xả lại nước lạnh nha. Đó, mình trộn đều lên và bây giờ mình đổ cái nước luộc mì ý ra và mình chỉ sử dụng cái rau spinach này. Và bây giờ mình bắt đầu mình sẽ chế biến cái nước sốt cho mì ý. Mình cho cái tỏi, hồi nãy mình đã chuẩn bị đó, cho dầu, tỏi và dầu. Thì mình thấy hơi ít, mình sẽ cho thêm một chút dầu ăn vào. Thì cái dầu này là mình sử dụng dầu chuyên cho xào á. Rồi bây giờ mình cho hết thịt bò vào ha. Nhà mình ăn thịt rất là nhiều nên là mình cho 400 g thịt bò vào luôn. Sau đó là mình sẽ cho sốt cà chua. Cà chua này thì là cà chua nguyên chất, nó không có gia vị vào ở trong đây đâu. Nửa muỗng bột nêm bò hay gà, một chút tiêu. Và mình cho nửa muỗng đường, hơn nửa muỗng đường một chút vì lý do là cà chua nó chua quá, và một chút muối. Sau đó cuối cùng là mình cho rau spinach mà hồi nãy mình trụng với cái nước mì ý đó, rồi mình trộn lên. Sau khi mình trộn là mình làm một lỗ chính giữa nè để mình bỏ mì ý vào, nó không mình trộn cho nó dễ hơn đó. Thì 150 g này là Trâm thấy sau khi làm là mình thấy cho 3 người nó hơi nhiều, nên khi mà các bạn làm thì khoảng cỡ cho gia đình khoảng 4 người ăn. Đó, bây giờ cái món mì ý mình trộn đã xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho món mì ý này ra dĩa. Đó, cả nhà thấy chưa? Một chảo mì ý luôn, rất là ngon. Mình sẽ cho ra dĩa và mình cho một chút rau mùi lên trang trí. Trâm cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn luôn theo dõi và ủng hộ kênh Trâm Handpen Cuộc Sống ở Hà Lan. Chăm chúc cho tất cả các anh chị và các bạn thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.